Kính chào tất cả quý vị khán giả của đài Little Sài Gòn TV. Hôm nay là chương trình hội thoại y tế của tổ hợp UCMG với sự hiện diện của bác sĩ Võ Văn Cầu, là giám đốc công ty điều hành của tổ hợp y tế UCMG, và tôi là bác sĩ Trương Văn Như, bác sĩ chuyên khoa gia đình trong tổ hợp. Mời bác sĩ Cầu. Kính thưa quý vị khán thính giả, một lần nữa chúng tôi hân hạnh để xin tiếp dẫn quý vị khán thính giả trong cộng đồng chúng ta. Trước hết tôi xin giới thiệu tổ hợp UCMG là viết tắt của UnitedCare Medical Group, là một tổ hợp hoạt động trong cộng đồng chúng ta từ năm 1995, lúc từ khi mà Cantima ra đời. Và tổ hợp UCMG là tổ hợp đầu tiên có hợp tác, tức là công tác với Cantima, và chúng tôi đã phục vụ cộng đồng chúng ta từ năm 1995. Chúng tôi là một tổ hợp gồm tất cả những bác sĩ gia đình trong cộng đồng và những bác sĩ chuyên khoa, nhất là một số chuyên khoa đã tốt được bằng hành nghề ở Mỹ và đem với tất cả khả năng chuyên môn của mình để phục vụ sức khỏe của quý vị. Nguyên tắc tổ hợp chúng tôi là sức khỏe là vàng và sức khỏe quý vị là quan trọng. Vì vậy chúng tôi tạo mọi điều kiện dễ dàng cho bác sĩ gia đình chúng tôi theo dõi quý vị, và cần thiết chúng tôi cho phép quý vị trong bác sĩ gia đình của chúng tôi giới thiệu đến bác sĩ chuyên khoa, không cần phải xin phép lần đầu tiên. Nếu cần thấy rằng quý vị cần gặp bác sĩ chuyên khoa để mà kịp thời để chữa trị và lo sức khỏe quý vị được chu đáo và nhanh chóng được trở lại với gia đình. Đặc biệt nếu khi quý vị mà cần những tiếp tục chữa bởi bác sĩ chuyên khoa thì chúng tôi tạo mọi điều kiện dễ dàng cho bác sĩ chuyên khoa chữa trị quý vị. Nguyên tắc thứ hai của chúng tôi là làm thế nào để ngừa bệnh, và ngừa bệnh là quan trọng hơn là chữa bệnh. Vì chúng tôi tạo mọi điều kiện dễ dàng trong gia đình trong vấn đề người bệnh. Chúng tôi khuyến khích quý vị nên khám tối thiểu là một năm một lần với bác sĩ gia đình. Nếu quý vị có bệnh hoạn, tối thiểu là 6 đến 8 lần mỗi năm. Quý vị khỏe có thể là đến bác sĩ gia đình từ 1 đến 3 lần mỗi năm. Quý vị, đối với quý vị sản phụ, quý vị đàn bà, chúng tôi đề nghị quý vị nên bác sĩ chuyên khoa sản phụ khoa khám mỗi năm mỗi lần để truy tầm ung thư cổ tử cung, ung thư vú, ung thư buồng trứng và ung thư tử cung. Cái lý do mà chúng tôi đặt nặng vấn đề như vậy là ví dụ như ung thư cổ tử cung, từ khi có cái pap smear từ năm 1940 cho đến bây giờ, ung thư cổ tử cung đã giảm đến 75%. Hiện tại ung thư cổ tử cung chết vào khoảng mỗi năm là từ 4.500 đến 5.000. Thì quý vị tưởng tượng rằng nếu mà quý vị không làm pap smear, cái số mà chết vì ung thư cổ tử cung nó giảm xuống 70% là 2 phần 3 này giảm xuống, thì quý vị sẽ tăng lên 2 phần 3 cái ung thư cổ tử cung. Hiện tại ung thư buồng trứng mỗi năm tử vong ở Hoa Kỳ độ 13 đến 15.000 người. Nếu vì không đi khám hàng năm để khám bệnh bác sĩ chuyên khoa, và nếu cần bác sĩ chuyên khoa làm ultrasound. Ultrasound là siêu âm á, thì siêu âm là một phương tiện đầu tiên hữu hiệu nhất để tìm bướu buồng trứng và nhất là để tìm ung thư buồng trứng. Thêm một cái thử nghiệm nữa về về thử máu quý vị là CA, chất khả gọi là marker CA25, giữa cái siêu âm và CA25 giúp để chẩn đoán cái ung thư buồng trứng đến 80%. Thì đó là cái mà quan trọng là chúng tôi đã khuyên quý vị, và chúng tôi khuyến khích tất cả những bác sĩ gia đình và quý vị trong tổ chúng tôi nên đi khám mỗi năm một lần. Ngoài ra để truy tầm ung thư vú, truy tầm ung thư lòng trong tử cung, thì đó là những cái lợi ích mà đi khám hàng năm. Ngoài ra về những mô cảm cúm chẳng hạn, thì chúng tôi khuyên quý vị rằng nên đi chích ngừa. Những người có bệnh hoạn, bệnh phổi, già yếu, bệnh thận, bệnh mà cái chất kháng thể cơ thể mình giảm xuống, thì những quý vị đó nên đi chích càng sớm càng tốt.
quý vị em bé cho đến 18, 19 tuổi cũng nên đi chích ngừa. Quý vị khỏe mạnh, nếu quý vị thấy rằng có thể là tiếp tục mà dễ bị gặp những người bị bệnh trong nhà mình hoặc người xung quanh mình cũng nên đi chích. Và cái đó chúng tôi tạo mọi điều kiện dễ dàng cho bác sĩ gia đình chích quý vị. Và chúng tôi không có ngần ngại trả tiền để mà chích thuốc ngừa quý vị, làm thế nào để mà ngừa bệnh xảy ra, cả đó là quan trọng. Thì bác sĩ Nhân như có đồng ý như chúng tôi vẫn đi trình bày không? Dạ, cái tổ hợp UCMG là một cái tổ hợp mà đặt nặng vấn đề ngừa bệnh hơn chữa bệnh, là gần như là một tôn chỉ của tổ hợp. Và dĩ nhiên là tới sắp tới mùa lạnh rồi thì tất cả quý vị nên chích ngừa cúm. Và những người mà có đủ tiêu chuẩn để chích ngừa viêm phổi thì cũng nhân dịp này để kiểm tra lại để có thể được chích ngừa viêm phổi. Cái đó, viêm phổi thì cứ 5 năm phải chích lại một lần. Và dĩ nhiên là chích ngừa cúm là có nhiều người thì người ta đợi qua tới tháng 10, tức là qua tháng 10, cuối tháng 10 tới đầu tháng 11 chích, tại vì mùa lạnh có thể kéo dài. Thì đó cũng đúng thôi, nhưng tuy nhiên có những người mà cái sức khỏe không có được tốt đó, họ dễ bị nhiễm lạnh thì chích sớm hơn cũng không có thành vấn đề. Là tại vì những người mà cái sức khỏe họ yếu thì tới mùa này mặc dầu chưa có lạnh lắm nhưng đã có một số người đã bị cúm rồi và cũng gây tới viêm phế quản và viêm phổi. Do đó chích ngừa là một cái vấn đề rất là cần thiết cho tất cả những bệnh nhân trong tổ hợp. Và dĩ nhiên là như bác sĩ Cầu biết là tổ hợp chúng ta cũng có những người trong kêu là senior, tức là medi, thì vấn đề đó thì chúng tôi tất cả các phòng mạch của các bác sĩ gia đình đều được thông báo là phải kêu gọi để chích ngừa cho những quý vị đó. Cảm ơn sư Như. Thì như quý vị thấy rằng là chúng tôi đem tất cả những khả năng chúng tôi làm thế nào để bảo vệ sức khỏe quý vị. Như quý vị nghe thường đây hay nói là chương trình của Obama họ chú trọng đến vấn y khoa phòng ngừa. Thì thực cái vấn đề này chúng tôi đã thực hành cái y phòng ngừa từ lâu rồi. Bởi vì chúng tôi những bác sĩ, chúng tôi đã từ Việt Nam qua đây. Như hồi xưa ông bà chúng ta hồi xưa Việt Nam nói phải mà như là ngừa bệnh hơn chữa bệnh. Thì nguyên tắc đó là bao nhiêu kinh nghiệm ông bà tổ tiên chúng ta là kinh nghiệm từ năm này qua năm kia, họ có những cái châm ngôn như vậy. Và chúng tôi even là học về những y khoa Tây Phương. Hồi đó chúng tôi cũng là thấy rằng cái y khoa ngừa là cái phương pháp rất hữu hiệu. Và khi chúng tôi đến Mỹ thì chúng thấy cái y khoa phòng ngừa là được dễ dàng mà thực hiện hơn. Lý do là tất cả những chích ngừa đây gì có cả. Bởi vì chẳng như ngay ung thư cổ tử cung, chúng tôi cũng có cái là thuốc mà Gardasil để chích ngừa ngay cho những em bé từ lớn tuổi, từ nhỏ tuổi, 11, 12 tuổi là thời gian mà chích ngừa ung thư cổ tử cung là quan trọng nhất. Vì lúc đó em bé chưa có là vấn đề sexual activity với boyfriend thì lúc đó là hữu hiệu nhất. Thì đó là cái nguyên tắc mà chúng tôi thấy rằng rất hữu hiệu và giúp cho quý vị, trong đó cũng giúp cho tổ hợp làm thế nào giữ sức khỏe được quý vị, được bảo đảm cho quý vị. Thì vì vậy cho nên là nguyên tắc chúng tôi, và chúng tôi mong muốn được quý vị gia nhập vào tổ hợp chúng tôi. Thì tổ hợp chúng tôi ngoài cái Captima, tức là Medigal, chúng tôi cũng có là vấn đề senior phải mà như tức như là có OneCare, tức như là OneCare là một phần của Captima, và cái OneCare là một chương trình mà tốt nhất, có những quyền lợi nhiều nhất, quyền lợi về răng, quyền lợi về di chuyển, quyền lợi về gym, mắt kiến, tập thể dục, đi gym, những quyền lợi rất nhiều lắm. Và đó là cái OneCare là một quan trọng và rất là tốt cho quý vị. Tôi mong rằng quý vị gia nhập vào OneCare của ICMG. Lý do là tương lai cái chương trình mà chương trình gọi là đua đó, người lớn tuổi 65 trở đuôi đấy, thì trước sau gì trong cái OneCare quý vị cũng phải vào tổ hợp. Và đây là OneCare là một cái độc nhất, là một cơ quan mà chính phủ cho phép để mà
khuyên chấp nhận quý vào trong cái oan ke của Katama để được những tổ hợp như chúng tôi oan ke. Tôi còn có hợp tác với oan ke và quen chuyện bệnh nhân xuống chúng tôi và chúng tôi lo chữa trị quý vị. Như quý vị rằng Katama là một cơ quan gọi là Heavenland, họ không có direct về chữa trị mà cái chức mà chữa trị trợ xuống thì giao cho tổ hợp và tổ hợp trách nhiệm trực tiếp chữa quý vị dưới cái hợp tác với Katama. Chúng ngoài ra chúng tôi cũng có là về commercial là Blue Cross, Blue Shield và Cigna. Thì làm thế nào để gia nhập vào Oncare? Thì xin quý vị gọi số điện thoại là 1-800-960-9070 về Oncare. Xin quý vị gia nhập vào 1-800-960-9070. Về Katama thì xin quý vị gọi số điện thoại 714-246-8503, 714-246-8503. Thì quý vị gọi cái số điện thoại này tiếng Việt, quý vị nói rằng cho tôi xin một tập hồ sơ để thay đổi bác sĩ gia đình, thay đổi tổ hợp. Ví dụ như quý vị muốn bác sĩ Như là bác sĩ gia đình quý vị gọi thì chỗ này số đó 246-8503, hồ sơ để package về cho quý vị một cái tập hồ sơ. Thì quý vị xong rồi quý vị làm cái tập hồ sơ đó rất dễ dàng làm thôi. Ghi tên cái ID của bác sĩ gia đình, ghi tên quý vị, ID quý vị và ghi tổ hợp ECMG, viết tắt là hai chữ em là em là mẹ đó, cái dòng cuối cùng. Nếu cần thì quý vị liên lạc với bác sĩ gia đình để giúp biết cho chính xác. Và chỉ bác quý vị gửi lại cho Katama thì tháng sau quý vị được vào tổ hợp ECMG dưới bác sĩ gia đình quý vị chọn. Thì đó là một cái dễ dàng và thay đổi tổ hợp như vậy. Là vì hiện tại Katama cần thấy rằng quý vị vì nhu cầu cho nên họ tạo mọi cái điều kiện dễ dàng để quý vị thay đổi tổ hợp. Thì một lần nữa chúng tôi xin quý vị gia nhập vào tổ hợp chúng tôi. Tổ hợp chúng tôi hiện tại có độ gần 17.000 bệnh nhân tất cả và trong đa phần là bệnh nhân trong cộng đồng chúng ta. Chúng tôi rất là hân hạnh được phục vụ sức khỏe quý vị và đem tất cả chuyên khoa của mình để mà làm thế nào bảo đảm sức khỏe quý vị khỏi bệnh hoạn, và thứ hai lợn các bệnh hoạn làm thế nào chữa sớm để quý vị sớm được lành bệnh và trở về với gia đình, lo kinh tế gia đình và phục vụ lo lắng cho con cái của mình. Đó là nguyên tắc của chúng tôi. Xin mời Sinh Như. Ở đây là một bác sĩ gia đình thì chúng tôi cũng xin nhắc nhở lại quý vị, nhất là quý vị có những cái bệnh như là cao máu hay là tiểu đường nữa, thì quý vị phải tuân thủ theo những cái chỉ định, những chỉ dẫn của bác sĩ về cách uống thuốc. Thí dụ như có nhiều quý vị cao máu thì thấy uống thuốc thời gian thấy đo máu thấy bình thường thì quý vị lại ngưng không uống thuốc, quý vị nghĩ là bình thường rồi uống gì nữa. Nhưng mà thật sự quý vị trở lại bình thường là nhờ thuốc, cho nên quý vị vẫn phải tiếp tục uống thuốc thì nó mới bình thường được. Chứ quý vị buông ra nó thì nó lại trở lại cao mà có khi nó nguy hiểm. Và đa số những cái trường hợp mà những tai biến mạch máu não, đột quỵ á, thì đa số là tại vì đương uống thuốc mà ngưng. Và nó khi mà nó có rebound trở lại thì thường thường huyết áp nó tăng cao hơn và nó có thể gây những cái tai biến mạch máu não hoặc là về tổn thương cho tim mạch, về tim thì có thể gây nguy hiểm cho quý vị. Cho nên trên nguyên tắc là quý vị phải tiếp tục uống thuốc, nhất những người mà cao máu đó. Rồi dĩ nhiên là bệnh tiểu đường thì cũng nếu quý vị kiêng cử ăn uống kỹ, không ăn no quá mà tập thể dục đều đặn thì dĩ nhiên là đường nó có thể control tốt hơn. Và lúc đó thì tùy theo cái lab, cái thử nghiệm về máu mà bác sĩ gia đình có thể giảm cái liều lượng về thuốc men cho quý vị. Là tại quý vị khi mà cao máu mà quý vị chỉ ngừng thuốc là khi nào, thí dụ như cho uống thuốc cao máu một thời gian tự nhiên sao máu nó xuống thấp, nó không có ở mức bình thường mà nó thấp hơn bình thường, thì lúc đó quý vị báo cho bác sĩ gia đình để bác sĩ gia đình có thể cắt giảm cái, thay vì uống 3 thứ thuốc thì giờ uống 2 thứ thuốc, chứ không có nghĩa là thấp cái là ngưng một lúc tới 3 thứ. Như vậy thì nó có thể nó rebound, tức là nó trở lại và nó có thể gây nguy hiểm cho quý vị. Quý vị nhớ cái đó, tại vì có nhiều bệnh nhân họ mà tôi gặp thì
họ hay nghĩ như vậy. Thì tôi rất đồng ý với bác sĩ Như, cái thuốc á là nó rất quan trọng. Vì vậy cho nên cái dùng thuốc là phải chính xác. Điểm thứ nhất, vì như quý vị huyết áp cao rồi xuống rồi bình thường thì sợ thoải thấy thôi, thoải mái không làm gì vậy. Thì lúc đó thôi không uống thuốc nữa. Nhưng không quên đi. Và nếu cái riba thì là nó không có thuốc thì nó vọt lên cao. Vọt lên cao là dễ bị chảy máu trong đầu, là tai biến mạch máu não. Và hát mạch tắc là MI đó, cái này rất là nguy hiểm. Vì vậy cho nên cái thuốc là rất quan trọng. Nếu khi mà chú ý thấy rằng thấp quá thì đến bác sĩ Đình, họ điều chỉnh lại. Nhưng điều chỉnh họ điều chỉnh rất là slow, điều chỉnh lại và điều chỉnh xong rồi họ phải theo dõi trở lại, ví như là hàng 4 tuần hay 3 tuần để theo dõi như thế nào, rồi họ có assert thế nào cho chính xác của mình. Cái thuốc á rất là quan trọng, nhưng mà quá thuốc cũng không nên, mà ít thuốc lắm cũng không nên. Chính xác là cái đúng nhất là cái đó. Tại vì dù dạng như còn quý vị, chúng tôi thấy rằng là đến là một cái dạy thuốc và khoảng độ 15-20 loại thuốc. Thì nếu như mà bác sĩ chuyên họ quá kỹ rằng rồi, bác sĩ chuyên quá kỹ rằng họ thấy số, tất cả số thuốc cần thiết thì cũng nói. Nhưng mà giả dụ như mình muốn uống nhiều như vậy để hy vọng được lành mình, mà có nhiều lúc á, nhất là quý vị mà gọi là đi tự do đó, thành có nhiều bác sĩ cho nhiều loại rồi tổn thức lại là có trên 10 hoặc 20 loại thuốc, cái rất là nguy hiểm. Vì vậy chúng tôi đề nghị rằng quý vị nên vào tổ hợp, là vì quý vị đào tổ hợp có bác sĩ gia đình họ theo dõi thuốc của quý vị, nếu cần thiết họ điều chỉnh hoặc là tăng lên hoặc giảm xuống tùy theo những cái mà họ tìm thấy, và họ khuyên quý vị trở lại để theo dõi cái bệnh trạng của quý vị. Thì cái đó rất quan trọng. Quý vị thấy rằng là hồi xưa chỉ có tổng thống hoặc là vua mới có bác sĩ gia đình thôi. Thì qua đây mà quý vị có bác sĩ gia đình mà quý vị không tận hưởng cái bác sĩ gia đình của quý vị, cái đó rất là tiếc. Quý vị cứ tưởng rằng là quý vị đi tự do là lời chức vị. Chúng tôi thấy đối với bác sĩ chuyên khoa và bác sĩ gia đình, chúng tôi thấy cái nào không có đúng. Tự do, nếu quý vị là bác sĩ, quý vị tự do đó thì có thể được. Tôi là bác sĩ chàng đấy, hiện tại tôi vẫn chọn bác sĩ gia đình chúng tôi và tôi đến vì họ. Nhiều khi họ nhắc lại tôi là ồ, lúc đi phải chích ngừa, lúc đi phải làm như vậy. Nếu tôi mà từ chữa chúng tôi đó, cái này không đúng, nó tắc cái miệng không đúng. Và thứ hai nữa, nhiều lúc chúng tôi quên, thì cái đó là ngoài mình ra, mình lo cho mình, nhưng bác sĩ đình còn lo cho mình nhiều hơn nữa. Thì cái đó rất là quan trọng. Thành cái nguyên tắc mà nói là đối tôi tự do đó, tôi thấy rằng cái đó rất là nguy hiểm. Nguy hiểm là nhất là vì nào? Chú ý quý vị đi 2 bác sĩ, 3 bác sĩ trong một tháng, mỗi bệnh bác sĩ cho một loại, nhiều khi là thuốc đó có thể chống nhau, hoặc là những thuốc đó có hợp tác cùng một công hiệu giống nhau, thì cái này rất là nguy hiểm. Thì chị không có ai kiểm soát hết cả, quý vị không? Thành bác sĩ gia đình là rất quan trọng. Vì vậy chúng tôi đề nghị nên có Medicare, có bảo hiểm, mà nếu cần thiết mà quý vị thầy không bảo đảm để mà tự lo cho mình thì nên đi bác sĩ gia đình. Phải bác sĩ Như? Thường thường thì bác sĩ gia đình có cái nhiệm vụ là giống như là một cái người điều khiển ban nhạc á, là tất cả những cái hồ sơ, những cái dữ liệu, những cái dữ kiện mà bác sĩ chuyên khoa khi trị cái người đó thì đều phải giống như báo cáo, đều phải gửi những cái bản tường trình đã trị những cái bệnh gì cho bệnh nhân đó, và bác sĩ gia đình có nhiệm vụ phải được gửi những cái tờ tường trình đó để sau này khi có chuyện gì đó, thường thường người ta hỏi bác sĩ gia đình để mà thí dụ như quý vị vô nhà thương mà ví dụ như có những cái vấn đề mà hồi đó giờ trong nhà thương họ không có thì họ sẽ hỏi bác sĩ gia đình, thì lúc đó bác sĩ gia đình mới có. Cho nên thường thường quý vị mà đi bác sĩ chuyên khoa thì quý vị cũng nên nói với bác sĩ chuyên khoa là gửi cái bản tường trình về cho bác sĩ gia đình, thì khi đó bác sĩ gia đình mới nắm vững hơn. Chứ nhiều khi quý vị đi tự do rồi quý vị đi tùm lum thì tới hồi bác sĩ gia đình coi lại, người thì cho thuốc này, người cho thuốc kia, nó nhiều quá mà bác sĩ gia đình không nắm được. Riêng khi quý vị mà vô tổ hợp ấy, là tại vì vô tổ hợp là khi quý vị muốn đi chuyên khoa thì nó cũng dễ thôi, nhưng mà lúc đó tại bác sĩ phải qua bác sĩ gia đình để bác sĩ gia đình nắm rõ hơn gửi đi chuyên khoa nào, và bác sĩ gia đình thường thường họ nếu mà họ không thấy có bản tường trình đó thì họ sẽ gửi cho sẽ yêu cầu bên bác sĩ mà chuyên khoa gửi cho họ bản tường trình. Cho nên đó là lý do khi mà vô tổ hợp nó có cái lợi đó. Rồi còn quý vị mà đi tự do ngoài đi tùm lum tà la thì nhiều khi quý vị không để ý tới cái đó.
mà không để ý tới cái đó thì nhiều khi bác sĩ gia đình của quý vị không có nắm rõ tất cả những cái những dữ kiện của các bác sĩ chuyên khoa. Tại vì có nhiều người không có bệnh thì không nói gì, nhưng mà nhiều người bệnh rất là nhiều, thí dụ như đường tiểu, nhiễm phổ tuyến, rồi cao máu, rồi tiểu đường, rồi đi rồi bác sĩ về mắt, là coi như là rất là nhiều chuyên khoa mà bác sĩ gia đình phải có những phải có tất cả những dữ kiện của tất cả các bác sĩ chuyên khoa đó. Thứ nhất là quý vị lớn tuổi phải bác sĩ Như, nhưng là quý vị senior là quý vị bình hoàng nhiều, lớn tuổi ăn có bình cả, bình hoàng nhiều, uống thuốc nhiều, thì cái đó là rất là quan trọng đối với bác sĩ gia đình và đối với sức khỏe quý vị. Vì vậy chúng tôi đề nghị rằng những người quý vị lớn tuổi nên gia nhập tổ hợp và OneCare. Quý vị trong cộng ra có Medical và Medicare đó, OneCare là một cái tổ hợp, một cái heo lăng là rất là quan trọng, và trong đó UCMD có hợp tác với OneCare Cantima, thì xin quý vị gia nhập vào tổ hợp chúng tôi, UCMD giữ cái chương trình OneCare. Như quý vị rằng trong năm tới vào cái dual, tức là quý vị Medicare và Medical đó, rồi trước sau rồi quý vị phải vào thôi. Mà nếu chỉ vào trước thì lúc đó quý vị bảo đảm được rằng nằm trong tổ hợp quý vị muốn và vào bác sĩ gia đình quý vị muốn. Nếu quý vị cứ lông bóng ở ngoài, nếu khi mà họ gọi là gửi cái letter ra cho quý vị để khuyến khích quý vị lại nên vào hay không nên vào, quý vị những bận công việc quá vứt thùng rác, rồi khi mà vứt thùng rác rồi là quý vị nằm trong cái gọi là cái khuôn khổ gọi là passive enrollment. Quý vị không có gửi lại họ thì là passive enrollment, nghĩa là tự nhiên quý vị bị họ chỉ định vào một bác sĩ gia đình nào đó, vào một tổ hợp nào đó mà quý vị không quen biết, bác sĩ gia đình mà quý vị không quen biết, thì cái đó rất ảnh hưởng đến cái sức khỏe của quý vị. Có quý vị có thể từ đó gọi để thay đổi được, nhưng mà mức thời gian tính, vì vậy cho nên quý vị nên chọn trước đi. Thì chúng tôi đề nghị như vậy và đó là kinh nghiệm chúng tôi. Không phải chúng tôi nói như vậy trả lời cho chúng tôi đâu, nhưng mà tôi nói như vậy là cái sức khỏe quý vị là quan trọng, vì chúng tôi có đề nghị với quý vị như vậy. Thì cái chương trình nó eo hẹp, cho nên hôm nay một lần nữa chúng tôi là tổ hợp ICMG, cái nguyên tắc của tôi sẽ nói lại là sức khỏe quý vị là quan trọng, ngừa bệnh hơn chữa bệnh là quan trọng, cho nên chúng tôi đặt vấn đề phòng ngừa là quan trọng. Nên đi bác sĩ khám bác sĩ gia đình, nếu quý vị khỏe mạnh chăng nữa có đi 1 đến 3 năm một lần, quý vị bình hoàng đến 6 đến 8 năm 8 lần một năm, quý vị sản phụ, quý vị đàn bà nên bác sĩ khám chuyên khoa sản phụ khoa mỗi năm mỗi lần để truy tầm ung thư cổ tử cung, ung thâm, ung thư vú, ung thư buồng trứng, ung thư tử cung. Quý vị biết rằng có những quý vị trẻ, tôi năm ngoái năm vừa qua có ba quý vị dưới 40 tuổi, 35, 36, 33 tuổi bị ung thư vú. Nếu mà chúng tôi không khám quý vị sớm, không làm mammogram sớm, thì khi mà trễ đến 40, 50 thì cái ung thư vú nó lan rộng ra, nguy hiểm quý vị. Vì tin sớm cho nên hy vọng mình chữa sớm lành bệnh được, đó là nguyên tắc của chúng tôi. Để nhắc lại lời của bác sĩ Cầu đó, tức là quý vị nếu quý vị cảm thấy quý vị rất là khỏe, không có bệnh gì hết á, thì cũng nên đi bác sĩ ít nhất là 1 tới 3 lần trong một năm. Đó là theo lời khuyên đó. Còn nếu mà quý vị có bệnh thì quý vị có thể đi thường thường trung bình là khoảng 7-8 lần. Mà nếu quý vị bệnh quá thì có thể đi nhiều hơn. Cái vấn đề đó không phải nhất thiết là phải đi hoài, nhưng mà đại khái nó có những cái chỉ định mà quý vị nên đi theo đó để mà theo dõi cái sức khỏe mình cho nó được đúng mức và an toàn hơn. Vì vậy cho nên chúng tôi xin mời quý vị gia nhập vào tổ hợp chúng tôi. Nếu quý vị có Medical, xin gọi số điện thoại 714-246-8503, 714-246-8503 để xin người tập hồ sơ thay đổi tổ hợp hoặc là chọn bác sĩ gia đình. Khi họ gửi về thì quý vị xin đem người họ tập hồ sơ đến bác sĩ gia đình, họ giúp quý vị chọn gửi lại Cantima, thì tháng sau quý vị đương nhiên sẽ vào tổ hợp chúng tôi và được bác sĩ gia đình mà quý vị muốn. Quý vị có Medicare và Medical, gọi là senior đó, thì xin quý vị liên lạc với số 1800
960-9070, 800-960-9070 để gọi nhân viên xin vào cái chương trình OneCare trong tổ hợp UCMG. Nếu quý vị có Blue Cord, Blue Rio, Cigna, xin quý vị liên lạc với bác sĩ gia đình quý vị để được bác sĩ gia đình liên lạc với Helpline để gia nhập vào tổ hợp chúng tôi. Và cái phòng ngừa là quan trọng, chúng tôi đề nghị quý vị sản hoặc là phụ khoa nên bác, nhất là phụ khoa nên khám bác sĩ sản khoa mỗi năm mỗi lần. Một lần tôi nhắc lại là ung thư vú chết được 13.000 người một năm. Ung thư tử cung từ khi có cái pap smear tử vong là giảm đến 75%. Vì vậy cho nên cái ung thư phụ khoa là quan trọng và khám hàng năm là một cái phương pháp mà để truy tầm sớm giảm thiểu ung thư. Đó là những cái điều mà chúng tôi mong muốn quý vị vì sức khỏe của quý vị. Đến đây thì cái thời lượng đã hết. Một lần nữa chúng tôi xin thay mặt tổ hợp y tế UCMG xin tạm ngừng cái chương trình hội thoại ngày hôm nay và xin hẹn tất cả quý vị khán thính giả của đài Little Sài Gòn TV trong lần nói chuyện kỳ sau. Một lần nữa, với tư cách là giám đốc của tổ hợp UCMG, chúng tôi xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe chương trình của chúng tôi và chúng tôi kính chúc quý vị một buổi tối được hạnh phúc với gia đình. Xin cảm ơn quý vị.